Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chờ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và clip này mình khẳng định đây là một siêu phẩm mang vị tướng Lindis, bởi vì rất nhiều bạn đã nói anh Cương Lao ơi, phiên bản này có rất nhiều bùi rồi thì em không biết con Lindis nó mạnh như thế nào, thì hy vọng anh sẽ làm một clip vị tướng Lindis. Và đây là cái cách đặt bẫy khi farm Lindis tất cả các bạn nhé. Chúng ta sẽ không đặt hai cái bẫy cùng nhau, và chúng ta sẽ đặt hai cái bẫy tránh xa nhau một khúc để con quái nó dầm, để đó là một cách của Lindis nó farm thật tốt ở giai đoạn đầu. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến về cái phần phù hiệu. Phù hiệu thì nó hiển trên cái màn hình của tất cả các bạn rồi. Đây là một cái phù hiệu mà không vị tướng xạ thủ nó mang cả, nhưng đây là một vị tướng rất hợp vị tướng Lindis các bạn nhá. Đấy, cho nên Lindis là một vị tướng duy nhất trong tất cả loại xạ thủ có thể cầm cái phù hiệu này. Bằng ngọc trang bị thì các bạn có thể thấy đấy, Lindis để chơi thì nó sẽ hiểu, trước tiên phải hiểu vị tướng này là đây là một vị tướng xạ thủ mang thiên hướng sát thủ các bạn nhá. Về cái chiêu 3 thì nó sẽ được lướt lên một đoạn. Và đặc biệt rằng khi là một vị tướng xạ thủ sát thủ, và đặc biệt hơn hết là trong trận đấu này có hai vị tướng counter Lindis, đó chính là Omen và búp tơ phân lai các bạn nhé. Nếu một người tích nội tải búp tơ phân lai thì nó có thể nhảy được 2 lần, thì Lindis không bao giờ chạy được. Cho nên khi đối đầu với những vị tướng counter này thì vận dụng một cái điểm gọi là, các bạn đều biết rồi, Elendor là một vị tướng farm rất nhanh đúng không? Nhưng Lindis là một vị tướng farm nhanh bậc nhất của Liên Quân MOBA này luôn. Đấy, thì vận dụng vào cái điểm đấy thì mình sẽ chơi Lindis ở giai đoạn đầu game thiên hướng đi farm. Và khi gặp những vị tướng counter này thì chúng ta chỉ có một cách, đó chính là farm và ăn mục tiêu. Đặc biệt rằng Lindis là một vị tướng đầy những cái trụ bậc thêm. Bậc thêm như nào ạ? Đầy những cái trụ đầu tiên rất là khó. Cho nên chúng ta sẽ không lựa chọn vào đầy trụ, mà chúng ta sẽ lựa chọn chơi một cái lối chiến thuật rõ ràng, farm ăn mục tiêu. Đấy, hãy nhớ cho mình một cái điểm đấy, cầm Lindis ở trong một trận đấu rank là sẽ phải farm vượt trốn bất kể một cái vị tướng đi rừng nào khác, bởi vì rừng rất bùi rất là nhiều, Lindis di chuyển rất là cơ động, và đặc biệt farm rất là nhanh các bạn nhá. Rồi, đây là mình sẽ nói đến cái giai đoạn đầu game và farm. Còn cách combo Lindis như thế nào? Các bạn hãy nhìn ba cái dấu chấm nội tài đi, thì cứ mồi cái nồi chấm đấy thì tăng một cái đòn đánh của Lindis. Cho nên khi các bạn kích hoạt chưa ba thì nó sẽ được đánh, thì nó sẽ có ba cái con của nó, nói chung là kích hoạt rất là mạnh. Đấy, nôm na là vậy. Rồi, cái pha này mình sẽ la vào chưa ba thằng Butterfly một mảng online. Bây giờ mình sẽ vào bùi một phát lấy nội tài, la lên con Esu bật cái giữa một tăng hình một phát. Rồi, tiếp tục thêm thằng xạ thủ này, thằng Cherry, Kerry hay cái thằng Seri gì mình không cần quan tâm. Đấy, sụp nó luôn các bạn nhá. Hãy nhìn cái lượng đám của mình đi, mảnh không hả các bạn ơi. Ôi dồi ôi, cái thằng này chưa ba chạy phát. Nè, ôi không dồn được rồi, chạy. Ui ôi, còn không máu anh em ơi. Đấy, các bạn nhìn gì, thấy gì trong một cái pha combat vừa rồi của mình ạ? Đấy, mình chỉ muốn nhấn mạnh, đó chính là chiêu 3 các bạn nhá. Chiêu 3 của mình vừa rồi, mình dùng vào cái thằng vị tướng xạ thủ mới của nó ấy. Các bạn thì thốn không? Đấy, đó chính là mình chỉ dùng chiêu 3 khi đạt được 3 cái điểm nội tài này. Đấy, nó rất mạnh. Các bạn đừng bao giờ sử dụng lao lên khi không có cái nội tài này, trừ những cái trường hợp là các bạn có thể giết được nó rồi thì không nói. Nhưng nếu các bạn muốn đủ một cái lượng đám khổng lồ để kết thúc một vị tướng phun máu thì hãy đạt cho mình cái nội tài ba vạch này. Cứ bắn đi, các bạn hãy cứ bắn cho mình đi, lao lên cầu rìa bắn chiêu 2 chiêu 1 soi map, cứ bắn cho mình đi. Khi nào đạt một phát là sẽ dồn cho mình chiêu 3 này. Đấy là gọi là chiêu 3 công. Còn tiếp theo, trong một cái trận đấu có Omen, có Buster Van Lai này, thì chiêu 3 của Lindis chúng ta sẽ dùng như thế nào ạ? Ok, mình sẽ không dùng trước các bạn nhá. Mà thay vì đấy, mình sẽ để nó bay vào mình. Đấy, chẳng hạn cái pha này các bạn nhá. Cái pha này mình bay hơi sớm một chút, cho nên mình vẫn đang bị thằng... Ôi dồi, cái pha này đúng chỉ có chùa mới cứu được Cương Lao pha này thôi. Thôi, xong rồi. Đấy, không sao các bạn nhá. Vốn gì đang là một trận đấu cao tớ ngay từ đầu khi pick bán pick rồi, thì là một trận phá khó thì mình không nói rồi. Rồi, mình sẽ nói tiếp một chút. Là khi các bạn còn chưa ba thì gặp búp tơ vân lai hay Omen thì khuyên các bạn không được dùng chiêu 3 luôn, mà phải chờ búp tơ vân lai bay vào các bạn một phát, xong các bạn sẽ bay chiêu 3.
tạo một khoảng cách và lúc đó các bạn sẽ né được một phần. Gọi là đó sẽ có một cơ hội sống sót đó các bạn nhé. Đó mới là một cơ hội chứ chưa nói là né hoàn toàn đâu. Bởi vì búp tơ fly mà chơi tốt ấy, nó tích độ tải nó bay được 2 lần cơ. Nhưng mình cũng có thể né được một phần nào đấy và có một cơ hội sống sót rồi các bạn nhá. Hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Và vừa rồi thì mình đã nói các bạn hai cách sử dụng chiêu 3. Đấy, rồi, chiêu 3 mình con này đấy. Bây giờ mình sẽ lao lên cống nhá. Bởi vì mình không thấy có một vị tướng búp tơ fly hoặc thằng nào ở bên cạnh thì mình sẽ dùng chiêu 3. Đấy, không phải tự dưng mình lại giữ chiêu 3 như vậy đâu các bạn ạ. Bởi vì mình phải vừa đánh nhau mà vừa phải nhìn thằng búp tơ fly ở đâu. Nếu mà mình lướt ngay cái chiêu 3 thì không khác gì nếu búp tơ fly ở gần thì mình chẳng khác gì một con crab đến búp tơ fly đánh cả. Cho nên các bạn hãy nhớ ngoài cái việc các bạn phát đấy, các bạn hãy nhìn đi. Các bạn hãy nhìn so sánh các clip khác đi. Cường Lao luôn luôn tập trung các mục tiêu các bạn nhé. Đấy, nhờ vào những vị tướng Lindit này, nó phám bà chạy luôn. Phám của nó, các bạn phám bét nhất thì các bạn cũng phải về ngáng vàng hoặc hơn nó 1 tỷ vàng. Đấy, còn phám như Cường Lao thì chắc chắn là hơn vàng là cái chuyện bình thường thôi. Bởi vì mình tập trung phám. Và các bạn thấy đi, mình có khi nào chủ động đi gánh đâu. Mình chỉ gọi là đi phám xong không có việc gì làm thì mình mới tận dụng một cái bản đồ của những cái sơ hở nào mình mới đi gánh thôi. Đấy, cho nên là mình không bao giờ đi ép trụ bởi Lindit này. Các bạn hãy nhớ cho mình nhá, không ép trụ Lindit này nhá. Trừ những cái pha lấy game đâu, cái pha này đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn đã thấy chưa? Đấy. Chiêu 3 của mình mặc dù mình tích đủ nội tải thôi nhưng không có búp tơ fly và nhiều vị tướng cao tơ nên mình sẽ giữ chiêu 3 lại và né một cái nhá. Hãy nhớ. Đấy. Đấy là mặc dù một cái mèo thì nói chung anh Cường Lao nói cái đấy em biết anh Cường Lao, nhưng làm hay không là quan trọng. Vì khi các bạn vào combat rồi thì cái trí não của các bạn nó rất là rối bời và rất là bồi hồi hộp đó, các bạn không thể nào suy nghĩ được đâu. Tại sao mình lại nói một cái đô lạnh rất là khó? Bởi vì vào combat các bạn sẽ rất là bận loạn các bạn ạ, không ai suy nghĩ đâu. Đấy, cho nên hãy nhớ rằng khi các bạn gặp các vị tướng cao tớ phải giữ chiêu 3 lại, vừa nẻ được nhá, vừa nẻ được mà lại vừa gây được sát thương. Đấy, cái hay là ở đấy đấy các bạn nhá. Đấy, tỉ mỉ chưa? Mình hướng dẫn các bạn cực kỳ tỉ mỉ luôn, cho nên các bạn anh em không hiểu được bao giờ của chuyện đấy đâu. Đấy, rồi. Đấy, cái pha vừa rồi thì mình luôn vừa đủ nội tài bắt mình kích hoạt chú ba một phát coi như là cái liều mạng rất là mạnh các bạn nhá. Rồi, Lindit này thì sẽ có một cái góp ý nào cho anh em đây. Khi các bạn gặp những cái giải đoàn hoặc trận đấu này thì nó khá là easy đơn giản thôi. Nhưng khi các bạn gặp những trận đấu khó thì Lindit sẽ phải làm gì? Thực sự nói chung nếu bây giờ mình nói mà không có giống như nó có sách mấy có chứng ấy, nếu mà mình nói mà không có cái clip thực hiện trong những trận đấu thọt thì các bạn sẽ không hiểu được. Thôi, coi như mình sẽ nở các bạn một trận đấu gọi là Lindit lật kèo hoặc vào những trận đấu khó thì sẽ làm như thế nào. Mặc dù đây cũng là một trận đấu khó thôi, bị hai vị tướng cao tơ thôi, nhưng do mình biết cách được tận dụng được cái điểm mạnh của Lindit cho nên là nó sẽ đấy, cho nên trận đấu này nó khá là dày dàng. Đấy, nếu mà các bạn mà không biết cách để mà giải quyết một trận đấu khó thì sẽ là một trận đấu khó thì mình sẽ có cách giải quyết khác. Nhưng trận đấu này thay vì đi ép trụ bậc thêm thì mình sẽ tập trung đi ăn các mục tiêu này, rồi đi farm này. Đây, cái búp tơ fly đấy cùng nhảy hai cái, cùng biết cách, cùng nhảy vào quái để hồi chiêu ba đấy, thằng này cũng biết chơi đấy, nhưng mà gặp Cường Lao quái hơn thì phải chấp nhận thôi. Đấy, về có mắt tổng thì để mình nói rằng là khi các bạn chơi nói chung đã là một vị tướng ép trụ không tốt thì để mà trong những cái tình huống như này các bạn này thì Lindit hoàn toàn phế các bạn nhé. Nó chỉ quăng cái bẫy rồi soi cái thằng Esu đấy, rồi thỉnh hoàng cầu đìa cho ba thôi, rất yếu, ép trụ rất yếu. Còn cái thế trận nào của Lindit mạnh nhất đó là cái thế trận khi ép này, ép không được bắt đầu tìm lui về ăn con cá xa này, ăn con rồng. Thì đánh nhau ở trong rừng là cái điểm mạnh nhất của thằng Lindit các bạn nhé. Trời ơi, nó mạnh bài chạy luôn. Nhưng mà để làm thế nào mà rủ team địch nó ra rừng nó đánh thì phải trải qua rất nhiều cái chiến thuật, gọi là cái gì dương đông kích tây, rồi điều hồ lý sơn, nói chung rồi sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn từ từ nha. Còn clip này thì mình chỉ muốn các bạn hãy nhớ cho mình ba điều. Điều thứ nhất, Lindit xác định rõ ràng quan điểm đầu game, hãy phám cho mình lấy vàng đè người đấy và ăn các mục tiêu lớn cho mình, đấy là cái giai đoạn đầu game. Còn chiêu 3 đó là cái điểm rất là quan trọng, đấy chính là các bạn sẽ dùng chiêu 3 khi nào đến dùng chiêu 3 công thì hãy tích cho mình 3 cái điểm nội tải rồi hãy kích hoạt chiêu 3. Còn tiếp theo, khi gặp những cái vị tướng cao tơ các bạn như búp tơ fly hay ôm thì luôn luôn dùng chiêu 3 sau nó. Còn không, các bạn hãy cứ đánh cầu rìa cho mình đi. Hãy cứ bắn cầu rìa đi. Đấy, nó lao vào, mình lao ra, cầu rìa cầu rìu. Đấy là cách ba cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh ở trong clip này.
cho tất cả các bạn dùng Lindit. Còn nâng cao hơn, sâu xa hơn, combat như nào, nếu không để trù được thì phải lừa bọn này để combat ở trong rừng như thế nào, thì sẽ có những clip sau. Các bạn nhá, từng clip sẽ có những cái mèo đấy, để các bạn nào mà theo dõi Cương Lao lâu năm hoặc xuyên suốt, các bạn sẽ hiểu một vị tướng đấy. Mà các bạn chỉ cần xem 3 vị tướng một clip, một vị tướng trong 3 clip thôi, mình khẳng định các bạn sẽ chơi thật tốt, cực kỳ tốt luôn. Đấy, cái gì đấy? Tàu quật mini luôn, không trượt một cái phát nào luôn là cái thằng giá ta này à. Đấy, rồi, thì mình nghỉ bây giờ clip là đến đây cũng kết thúc rồi. Thì mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Và các bạn đừng quên rằng hãy comment, mình luôn lắng nghe các bạn nhá. Đấy, các bạn comment Lindit thì hôm nay có Lindit, các bạn comment Quý, có Quý, các bạn comment Elandor, có Elandor. Và mình đã thấy các bạn comment Direct rồi. Từ từ các bạn nhá, để mình làm những cái vị tướng mảnh cái đã. Direct hiện tại bây giờ đang có hơi áo meta một chút. Từ từ rồi mình sẽ làm Direct cho tất cả các bạn nhá. Bình tĩnh, từ từ, khoái sẻ như. Rồi, hẹn gặp các bạn ở clip sau và tất cả các bạn đến mai. Yêu, bye bye.